sân vận động quốc tế và các tàu vẫn đang trong quá trình thay thế mặt cỏ để phục vụ vòng chung kết U17 World Cup 2023 tại Indonesia. Việc loại bỏ mặt cỏ cũ đã được hoàn thành trước khi lớp cỏ mới được lắp đặt. Mặt cỏ ban đầu của sân vận động quốc tế Jakarta cũng là cỏ hỗn hợp, tuy nhiên nó không đạt yêu cầu của FIFA và cơ quan này yêu cầu nước chủ nhà Indonesia phải thay thế ngay lập tức. Mặt cỏ mới của sân vận động quốc tế Jakarta sẽ được thi công tương tự như các sân vận động Manahan hay Gelorabung các nơi trước đó. Được biết, JIS sẽ sử dụng mặt cỏ được mượn từ sân tập của câu lạc bộ Dewa United sau cuộc thảo luận giữa PSSD và lãnh đạo câu lạc bộ này. Tại FIFA U17 World Cup 2023, sân vận động quốc tế Jakarta là một trong bốn sân vận động chính của giải, cùng với sân vận động Gelora Bung Tomo, sân vận động Manahan và sân vận động Sijalak Harupat.